Vâng, tôi test mẫu lọc này là mẫu lọc màu vàng chanh 5010G gửi cho khách ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Mẫu lọc đèn nháy hai bên rất đẹp luôn. Có 6 chế độ lưu. Lưu khi mình lưu thì mình sẽ để chế độ user. Đây. Preset là chế độ của máy. Nó trong máy nó có 6 kiểu lưu. Và mình lưu thì để chế độ user này. Đây có các cái nút chức năng tôi đã ghi sẵn rồi. Đây nút lưu và nhớ này. Nút thứ hai từ bên phải sang. Còn nút đầu tiên là loa trái loa phải. Để cả loa trái loa phải L cũng R. Tiếp theo nút có lọc và không có lọc. Bấm đây nó hiện chữ D fit. Nó cũng giống như Equy On ấy. Còn đây là đường vào âm thanh. Tôi đang cắm đường vào số 1 thì không được bấm đường số 2. Bấm đây nó hiện chữ TM này. Đây là volume đèn nháy. Tôi sẽ chỉnh mời các bác xem. Quay đằng sau rồi sẽ chỉnh nha. Đây là đường vào line, đường ra chỉ có một đường thôi. Còn đường vào tape ở đây có hai đường vào ngoài cùng và đường vào bên ngoài cùng bên này. Chỉ có một đường ra cạnh như đường vào số 1. Thông số kỹ thuật. Tôi sẽ chỉnh và lưu một kiểu. Giả sử kiểu số 2 này, thanh công cụ đằng ở giữa. Bấm chỉnh này. Đẩy tép lên. Ba chưa lưu, tôi ấn tiếp này. Cho lời thấp xuống này. Bass đẩy lên này. Tép lên này. Ấn vào lưu, ấn vào ba. Đấy. Ba. Ba bây giờ nó là bạch như thế này, chứ không phải là bạch kia đâu. Bốn chưa lưu, tôi lại chỉnh. Cho lời lên này. Bát lên này, tép lên này, ấn vào lưu, ấn vào 4, đấy 4 đã lưu, 5 chưa lưu, ấn tiếp rồi. Năm và 6 cho nhiều tép vào lời. Vậy tôi đã lưu 6 kiểu nhạc cho khách. Và khi lưu mình để chế độ user nhá, bấm vào nút này nó ra user và preset. Preset là của máy mình không lưu lại được. Đây cao thấp của đèn nháy.